Xin chào quý vị khán giả, tôi là ca sĩ Xuân Hưng, diễn viên của nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi có cơ hội được tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật mùa xuân tại Bình Nhưỡng. Dù chỉ là qua hình thức quay hình, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn mà còn là cơ hội để thể hiện tình đoàn kết và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên. Sự háo hức và niềm vui của tôi lúc này không thể diễn đạt bằng lời. Dù không thể có mặt trực tiếp tại Bình Nhưỡng, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là một phần quan trọng trong sự kiện này. Tôi luôn mong ước có một ngày được tới Bình Nhưỡng để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp, văn hóa cũng như đất nước con người nơi đây. Dù không biết tiếng Triều Tiên, nhưng vì tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ đất nước Triều Tiên cũng như vị lãnh tụ Kim Jong-un, tôi đã nỗ lực học hỏi ngôn ngữ này với sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các bạn Triều Tiên tại Hà Nội. Điều này không chỉ giúp tôi hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử Triều Tiên mà còn là cách để thể hiện sự tôn trọng và yêu mến của tôi dành cho đất nước này. Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện và hạnh phúc khi được hát ca khúc ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên. Đây không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ mà còn là cơ hội để tôi chia sẻ tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình đối với Triều Tiên. Tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung của tình hữu nghị và qua âm nhạc, chúng ta có thể xây dựng những cầu nối văn hóa vững chắc, đóng góp vào mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.